Xin chào các bạn, tiếp tục đến với series những bài học để có được sự nghiệp thành công. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài học số 4 có tên là trí tuệ cảm xúc quan trọng hơn cả. Tôi từng có một đồng nghiệp cực kỳ thành công trong công việc nghiên cứu. Anh năng động và chăm chỉ, anh có nguồn kiến thức gần như là vô hạn về lĩnh vực của mình. Anh có bài đăng trên những tạp chí khoa học hàng đầu và được cấp những khoản tài trợ lớn từ các quỹ uy tín. Một hôm, anh quyết định nâng vị trí của mình tại trường đại học lên bằng cách đề nghị đảm nhận một công việc mang tính cạnh tranh. Anh đến phòng hiệu trưởng để đưa ra đề nghị kèm theo yêu cầu tăng lương. Vị hiệu trưởng tham khảo ý kiến của các giảng viên trong khoa. Trước sự sủng sốt của anh, cả khoa gần như đồng lòng chống lại anh và anh buộc phải làm một công việc khác mà anh không hề mong muốn. Lý do ư? Không ai hòa hợp nổi với anh. Anh thô lỗ với đồng nghiệp, tranh chấp ngay cả trong những việc nhỏ nhặt và hành xử theo kiểu trịnh thượng đối với tất cả mọi người mà anh tiếp xúc. Kết quả là mọi người quan tâm đến việc anh thiếu kỹ năng giao tiếp hơn là chuyên môn kỹ thuật và thành tựu của anh. Ngay cả trong lĩnh vực mà thành quả đã được tưởng chừng như chiếm ưu thế, thì việc thiếu khả năng hòa hợp với người khác cũng đè bẹp thành tựu chuyên môn. Bạn còn nhớ các chuyên gia đã trải qua hàng trăm ngành nghề và các công ty khác nhau, họ đã chứng kiến bao người thành công trong công việc và bao kẻ thất bại ê chề. Bài học này dựa trên những kinh nghiệm đó, họ có chung một quan điểm. Cho dù bạn tài năng thế nào, cho dù bạn xuất sắc ra sao, bạn đều cần những kỹ năng giao tiếp để đạt được thành công. Nhiều bạn trẻ ngày nay quá chú trọng vào chuyên môn mà bỏ quên bí quyết thành công trong sự nghiệp này. Những phẩm chất như sự đồng cảm, suy nghĩ thấu đáo, kỹ năng lắng nghe và năng lực giải quyết mâu thuẫn là nền tảng ở nơi làm việc. Ông Horan, 72 tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong công việc. Có một điều bất di bất dịch, cho dù bạn làm công việc gì đi nữa, bạn cũng sẽ làm việc cùng người khác. Năng lực chuyên môn trong công việc là quan trọng, nhưng cách làm việc và hòa hợp với người khác cũng quan trọng. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta bằng cách này hay cách khác đều ở trong tình huống phải làm hài lòng người khác. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chỉ cần thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn và lĩnh vực mà bạn yêu thích, mà bạn còn cần phải hiểu lý do tại sao người khác không hành động và tin tưởng như bạn. Tôi biết là trong công việc, có những lúc chán nản vô cùng khi không phải ai cũng nhìn nhận mọi chuyện theo cách nhìn nhận của mình. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi nhận được rằng hòa hợp với người khác thì quan trọng hơn là thuyết phục họ tin vào những việc mình làm và điều này có thể đi ngược lại mong muốn của họ. Các chuyên gia cho rằng sự đồng cảm trong công việc là điều có thể học được. Bà Shelley, 67 tuổi, từng là giám đốc cơ quan dịch vụ nhân sinh khuyên chúng ta: "Dĩ nhiên tôi biết mình không thể biết hết mọi thứ, nhưng tôi đã học được cách đặt ra những câu hỏi hữu ích hơn. Chúng ta cần phải hiểu vấn đề từ góc nhìn của người khác. Tôi thường cho nhóm lãnh đạo tranh luận về một vấn đề từ góc độ mà họ không đồng tình, bởi họ thường chỉ nhìn nhận về từ một phía. Chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề từ hai phía." Ông Larry, 86 tuổi, đã từng làm việc trong quân đội nói: "Khi vào quân đội, tôi là một chàng trai trẻ đến từ vùng quê Vermont, một thị trấn nhỏ. Ở đó tôi có một cuộc sống sung túc, cả thị trấn ai cũng biết tiếng và nể trọng gia đình tôi. Tôi gia nhập quân đội và cũng chỉ là một trong số những người trẻ vắt mũi chưa sạch. Và tôi học được cách hòa nhập với mọi người. Đó là bài học lớn nhất và bài học ấy đã giúp ích trong suốt cuộc đời của tôi. Lý do là vì bạn sống ở một nơi xa lạ, với quá nhiều người, bạn phải hòa thuận với mọi người bởi bạn không còn sự lựa chọn nào khác. Và đây là những người mà bạn chưa từng gặp trong đời. Tôi học cách chấp nhận mọi người cho tới khi họ khiến tôi không chấp nhận. Tôi không quan tâm bạn là ai, làm gì, như thế nào. Với tôi, bạn là người đáng mến cho tới khi bạn chứng minh điều ngược lại. Đây là điều cần làm trong công việc, hòa đồng với những người cùng làm với mình." Tiếp theo, ông Tim nói: "Tôi 87 tuổi và là tộc trưởng đời thứ 7 của nông trại gia đình. Cụ tổ của tôi thành lập trang trại vào năm 1798. Như vậy là khi đến tôi thì công việc này đã được kế tục hơn 200 năm. Đây là nông trại gia đình nhưng có tận 35 người cùng làm. Bởi chúng tôi nuôi bò lấy sữa và xử lý sữa ngay tại nông trại. Trong trường hợp của tôi, có thể nói là tôi được sinh ra để làm công việc này. Tôi không hề nghĩ là mình sẽ làm một công việc nào khác. Nhờ công việc quản lý một nông trại lớn, một việc không chỉ liên quan đến vấn đề tài chính mà cả vấn đề con người, ông đã trau dồi khả năng quản lý nhân sự." Tim nhấn mạnh vào việc thấu hiểu mỗi người nhân viên, không vội phán xét những sai lầm và trên hết là có sự cảm thông. Hãy đối xử với từng nhân viên một cách kiên nhẫn. Đừng vội phán xét và hãy nhớ rằng bạn không sống cuộc đời của họ. Có nhiều điều mà tôi muốn phê bình nhân viên của mình, nhưng tôi không làm như vậy. Tôi tự nhủ với lòng, mình không ở trong hoàn cảnh của họ. Tôi không phán xét hay là làm bằng ai cả,
bởi tôi không bước đi trên con đường mà họ đang đi hay là sống cuộc đời mà họ đang sống. Mọi thứ rất khác biệt trong mắt của người ngoài cuộc. Tôi có 3 đến 4 nhân viên thạo việc của họ hơn tôi dù họ lớn lên trong những môi trường khác với tôi. Tôi không có quản lý công việc thuộc về trách nhiệm của họ, bởi họ biết rõ về nó hơn. Tôi sẽ tham khảo ý kiến của họ. Sao lại thế này, sao lại thế kia? Nhưng tôi cẩn thận không xen vào cũng như không ra lệnh cho họ. Trong lúc suy ngẫm về cách nhìn nhận của các chuyên gia trong công việc, tôi phát hiện ra một nguyên tắc ẩn chứa trong những lời nhấn mạnh của họ về kỹ năng giao tiếp. Đó chính là giữ lấy đức tính khiêm nhường. Nhiều cụ ông cụ bà nói rằng chúng ta phải tôn trọng kiến thức của các đồng nghiệp khác, nhất là cấp dưới của mình. Họ không chấp nhận hình ảnh một vị sếp tỏ ra cái gì cũng biết, hay là ra chỉ thị thay vì sẵn sàng học hỏi từ mọi người nơi công sở. Ông Anthony, 73 tuổi, từng làm kỹ sư cho nhiều tập đoàn lớn cũng như cho công ty tư vấn riêng. Ông cho rằng mình thành công là nhờ một nguyên tắc cơ bản, hạ mình xuống một bậc hoặc là hai bậc. Có một thời điểm trong sự nghiệp ông phải phối hợp với 150 nhân viên khác trong một môi trường hào hứng, căng thẳng. Cả đời ông làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, kiểu công việc mà khi nghe về nó người ta sẽ há hốc miệng lắng nghe. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng kỹ năng đối nhân xử thế mới quan trọng, đặc biệt là tính khiêm nhường. Tôi nghĩ là mình có một số kỹ năng nhất định nhưng hầu như ai ở đây cũng đều biết nhiều hơn tôi. Và nếu muốn tăng thêm giá trị, tôi sẽ khai thác khả năng của họ hoặc thu thập thêm thông tin từ họ hoặc kết hợp những việc họ đang làm. Điều này có nghĩa là với nhiệm vụ nào tôi cũng sẽ kết hợp hết khả năng hợp tác với bất cứ ai làm chung với mình. Cha Jim Scott, 77 tuổi nói: "Ta lớn lên trong một gia đình mà ta được dạy là phải chú tâm đến người khác chứ không phải là bản thân mình, phải hướng ra ngoài thay vì hướng vào trong. Ta áp dụng nhuần nhuyễn bài học này trong công việc của mình. Một chàng trai trẻ sắp đi làm gần đây có hỏi ta: cha có dạy bảo con điều gì trước khi con đi hay không? Ta nói: rất đơn giản, dù con gặp bất cứ ai ở bất cứ nơi nào, hãy luôn tâm niệm rằng họ giỏi hơn con nhiều, hãy luôn nghĩ rằng họ hơn con một cái đầu. Suy nghĩ như vậy là con sẽ ổn cả thôi. Khi nhìn những người xung quanh, ta thấy họ khổ sở vì một điểm yếu khủng khiếp nhất, đó chính là quá coi trọng bản thân. Trong khi điều quan trọng là con phải coi trọng người khác chứ không phải là đề cao mình. Nếu đề cao mình, con sẽ gặp rắc rối." Cha Jim cũng đưa ra một hình ảnh ẩn dụ đã giúp cho tôi trong công việc, đó chính là tấm gương với ô cửa sổ. Trong công việc, ta phải tiếp xúc với một số linh mục đã sống cô độc trong một khoảng thời gian dài. Đối với các linh mục, điều này có thể là quá sức chịu đựng. Ta đã nói với họ một điều mà họ cảm thấy có ích: hãy thôi nhìn vào bản thân, vì khi làm như vậy là ta ngắm mình trong gương và biết chính xác mình trông như thế nào. Hãy đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài kia. Đối với những người ở vị trí lãnh đạo, họ có thể đề cao cái tôi quá mức, bởi vì người ta thường hay cố gắng duy trì lòng tự trọng và so sánh bản thân với người khác. Điều đó làm lu mờ khả năng suy xét của họ, tức là họ đang nhìn vào gương và họ phải thoát ra khỏi điều đó và nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tổng kết lại thì lời khuyên của các chuyên gia là hãy vượt ra khỏi phạm vi trọng yếu của công việc và cố gắng học cách tối đa các mối quan hệ với người khác trong công việc. Họ nhận ra rằng cho dù kết quả làm việc của bạn xuất sắc đến thế nào đi nữa, thì bạn cũng khó mà hào hứng làm việc mỗi ngày nếu những mối quan hệ nơi công sở tiêu cực và căng thẳng. Thêm vào đó, con đường đi đến thành công của bạn sẽ gặp nhiều trắc trở nếu bạn không thể hiểu được động lực và nguyện vọng của các đồng nghiệp. Đức tính khiêm tốn đã rất hữu ích cho nhiều chuyên gia. Tôn trọng kiến thức của người khác và bước ra khỏi bản thân mình. Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn vào gương. Vậy là bài học thứ tư của chúng ta để có được một sự nghiệp thành công xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Phương Smith. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và hãy chia sẻ video này tới bạn bè và người thân để họ có được những thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.